Niềm vui được bế trên tay đứa con bé bỏng của mình là niềm vui vô bờ bến, nhưng không phải ai cũng đều may mắn có cơ hội được nâng niu đứa con ruột thịt của mình. Vì thế, chúng ta biết đến khái niệm gọi là con nuôi. Dù không phải là người con ruột, nhưng con nuôi dường như là một đặc ân nào đó của tạo hóa đối với họ. Vì phải có một cái duyên, và cái duyên đó đủ lớn, thì người ta mới trở thành cha con, mẹ con của nhau được. Huống hồ, con nuôi là sinh linh được sinh ra từ một cơ thể của một người mẹ khác. Vì thế, cái duyên giữa những người cha mẹ nuôi với những người con nuôi là một cơ duyên đáng trân trọng. Tuy nhiên, ngoài các thủ tục về pháp lý, vẫn còn những câu chuyện vui buồn xung quanh vấn đề con nuôi. Vậy những góc khuất trong vấn đề mà hôm nay chương trình muốn đề cập là gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi chủ đề Vui buồn chuyện con nuôi. Hồng Thoa xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Góc Khuất. Kính thưa quý vị, xung quanh chuyện con nuôi, ngoài những thủ tục pháp lý thì còn rất nhiều nỗi niềm vui buồn xung quanh vấn đề này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những góc khuất trong chương trình này với chủ đề đó chính là vui buồn chuyện con nuôi, cùng với sự trở lại của vị khách mời quen thuộc đó chính là bác sĩ Lan Hải, chuyên gia tâm lý giới tính. Rất cảm ơn bác sĩ Lan Hải đã dành thời gian quý báu của mình đến tham gia với chương trình. Xin chào Hồng Thoa. Xin chào quý vị khán giả Góc Khuất. Thưa bác sĩ Lan Hải, trước khi chúng ta bàn về chuyện con nuôi thì trước hết mong chị có thể cho Hồng Thoa cũng như quý vị được biết là thế nào là con nuôi danh nghĩa và thế nào là con nuôi chính thức ạ? Dạ vâng, chúng ta có hai loại con nuôi, đó là con nuôi chính thức và con nuôi danh nghĩa. Con nuôi chính thức lại chia thành con nuôi lập tự này, rồi con hạ dưỡng tử theo truyền thống của Việt Nam chúng ta. Con nuôi lập tự là khi người vợ, người chồng ấy không có khả năng sinh con, hiếm muộn sinh bị mất thì người ta sẽ tìm cách là nuôi con của người anh chị em ruột trong họ hàng như là con của mình. Thậm chí có thể là khi mà người con này đã lớn, thậm chí đã từng dựng vợ gả chồng rồi mà vẫn có thể nhận làm con nuôi được. Thì trường hợp này người con cũng sẽ được hưởng mọi quyền lợi như là một người con thực sự trong gia đình. Và khi cha mẹ nuôi chết đi thì họ có được hưởng quyền thừa kế và đồng thời cũng cúng dỗ để tang 3 năm. Và loại con thứ hai là con hạ dưỡng tử thì có nhiều trường hợp lắm. Có thể là một người cặp gia đình hiếm muộn, họ nhận một em bé vẫn được gọi là hoang thai. Và thì họ nhận ngay từ khi mà em bé mới lọt lòng và trả cho cái người sản phụ một ít tiền. Và sau đó thì hai bên không còn liên hệ gì với nhau nữa. Loại thứ hai nữa là cái người này đã sinh nở nhiều lần nhưng mà không đậu trái, thất bại hoặc là con mất thì họ tìm cách là nuôi những em bé mồ côi, nghèo khó để thành con của mình. Và trường hợp này thì bố mẹ mất đi thì vẫn để tang 3 năm nhưng mà chưa chắc đã được hưởng cái quyền thừa kế đất đai hương hỏa bởi vì đâu có phải là người trong dòng tộc. Một loại nữa là những cái người cha mẹ mà đôi khi họ vẫn có đầy đủ con ấy, con cái đề huề nhưng họ vẫn nuôi thêm con nuôi bởi vì nhờ cái lòng nhân hậu hoặc là vì thương cái hoàn cảnh bất hạnh của ai đó và nhận làm con nuôi. Còn trường hợp mà con nuôi trên danh nghĩa thì có thể là trường hợp mà những gia đình họ nhận con nuôi là bởi vì có cảm mến cái tình cảm giữa hai bên và nhận về, hoặc là thấy cái người hai bên quan hệ bạn bè thân thiết với nhau và cho con mình làm con nuôi của nhà bạn mình, và ngược lại những trường hợp này gọi là nghĩa phụ nghĩa tử. Vâng, và họ thậm chí có thể gả con cái cho nhau mà không bị coi là tội loạn luân. Bởi vì là con nuôi danh nghĩa mà. Và ngày hôm nay thì với chính thể của mình thì đã có cho phép cái quyền nhận con nuôi. Và hai bên sẽ phải có những điều kiện của người nhận nuôi cũng như là người sinh con nuôi về mặt sức khỏe, về mặt điều kiện vật chất, tài chính, thậm chí kể cả những cái lứa tuổi. Ví dụ như cái người mà nhận con nuôi phải hơn ít nhất cái người đó là hơn 20 tuổi để tránh những tình trạng nó có những thể phát sinh những cái cảm giác, tình cảm với giới tính giữa những người giám hộ với cái em bé được nhận nuôi chẳng hạn. Thế rồi phải được công nhận về mặt pháp luật và thực hiện những nghĩa vụ và quyền lợi y như là một đứa con thật.
con đẻ trong gia đình. Chúng ta đang nói về con nuôi chính thức và con nuôi danh nghĩa. Thưa chị, với trường hợp ví dụ như là em bé sinh ra khó nuôi, thì gia đình đó để con cái của mình ở một cái góc đường đó, ở một nơi nào đó, sau đó thì nhờ một người khác hoặc gia đình khác đón về vài giờ, vài ngày sau thì bố mẹ ruột đến nhận lại con của mình. Như vậy trường hợp này là con nuôi danh nghĩa hay là con nuôi chính thức ạ? Chúng ta nên xếp vào diện nào? À, Hồng Thoa thấy đấy, đấy chính là loại con nuôi thứ ba. Dạ. Có nghĩa là con nuôi chính thức, con nuôi danh nghĩa, và cái con nuôi dạng thứ ba này chính là con nuôi giả vờ. Giả vờ, dạ. Vâng, bởi vì chính là con ruột đấy mà thôi. Dạ. Nhưng mà vì khó nuôi rồi, vì khác tuổi với cha mẹ, dạ, và người ta phải giả vờ là thành con nuôi để cho ma quỷ nó không bắt đi mà. Dạ. Thì cái người mà được nhận làm bé bố mẹ nuôi trường hợp này ấy, thì họ cũng có chọn những người mà phúc đức, dạ, rồi mát tay nuôi trẻ con, dạ, nhà có đông con, có nếp có tẻ, và hai bên họ đã thỏa thuận với nhau trước đó rồi. Dạ. Sau đó thì họ xin lại, và thế là qua mắt được thánh thần, qua mắt được ma quỷ, và họ lại về nuôi con ruột nhưng vẫn là con nuôi, và đây là con nuôi giả vờ. Ở thông thường thì các cặp vợ chồng mà khi nhận con nuôi á, họ gặp khó khăn gì lớn nhất thưa chị? Theo tôi thì khó khăn lớn nhất của những cặp vợ chồng nhận con nuôi đấy chính là họ phải học tập cái cách yêu thương một ai đó vô điều kiện. Mà điều này đôi khi trước đó họ không biết được. Giống như chúng ta chuẩn bị nhận một món quà, chúng ta rất là háo hức trước cái món quà được nhận. Nhưng mà chỉ khi mở cái giấy gói ra, chúng ta mới biết được là món quà ấy là gì. Thì các cặp vợ chồng cũng trong cái tâm trạng đó, họ nhận nuôi con về. Và thực ra bao nhiêu cái nỗi vất vả, khó nhọc, bất như ý, thậm chí có thể là nỗi buồn, phiền não, nó có thể xảy ra sau cái chuyện nhận con nuôi ấy. Và cái khó khăn nhất ở đây chính là họ phải tập cách làm cha làm mẹ. Và làm cha làm mẹ không gì khác hơn chính là phải học biết cách yêu ai đó một cách vô điều kiện. Bởi vì tình mẫu tử, tình phụ tử chính là một tình yêu, một cái tình rất sâu sắc, đam mê, nhưng không có ghen tuông, và phải cho đi một cách không điều kiện. Hồng Thoa biết không, chính ra tình yêu nam nữ là tình yêu có điều kiện đấy ạ. Dạ. Yeah. Bởi vì là hai người phải yêu nhau, và em yêu anh 10 thì ít nhất anh cũng phải yêu, yeah, em 1. Khi không còn có chuyện một chiều đúng không ạ? Không có một chiều, yeah, không có đơn phương. Nhưng tình yêu của gia đình là như thế đấy. Dạ. Yeah. Vô điều kiện. Dạ. Yeah. Vô vụ lợi. Thưa bác sĩ Lan Hải, hiện nay thì nhà nước đang khuyến khích việc các gia đình mà nhận em bé có hoàn cảnh khó khăn hoặc là các trường hợp trẻ bị khuyết tật để làm con nuôi. Tuy nhiên thì ông muốn bà mẹ nào mà không muốn con cái mình lành lặn? Vì thế mà có phải là tỷ lệ nhận con nuôi ở những hoàn cảnh trẻ như thế này nó rất là thấp không thưa chị? Hoàn toàn đúng. Có thể nói là những em bé khuyết tật hoặc những em bé có những cái bệnh vô phương cứu chữa, yeah, thì ngay cả bố mẹ ruột của các em còn tìm cách thoái thác cái nhiệm vụ của mình, cái trách nhiệm của mình bằng cách là để lại trong bệnh viện, bằng cách ẵm đến để ở trước cửa nhà thờ hay là đưa vào cổng chùa. Thì thật là khó khăn khi mà giao cái nhiệm vụ này cho những người mà bố mẹ nhận con nuôi. Thế cho nên hầu hết các em bé khuyết tật hoặc những em bé có bệnh tật nan y ấy, thì thường nó nằm ở trong những cái tổ chức xã hội như là trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và khuyết tật, như là những ngôi chùa hay là những cái mái ấm nhà mở của giáo hội. Và một số ít các bậc cha mẹ là những nhà hảo tâm thực sự, họ đã giang tay giúp đỡ và họ đã nhận những em bé này về nuôi. Thì Hồng Thoa thấy đấy, tỷ lệ này quả thực là hơi hiếm hoi trong xã hội. Thưa bác sĩ Lan Hải, diễn biến tâm lý của trẻ sẽ như thế nào khi phát hiện mình là con nuôi ạ? Vâng. Đây là cả một cái biến cố khá là quan trọng trong đời một con người. Khi chúng ta biết một cái sự thật nào đó về nhân thân của mình, nhưng cái diễn biến cảm xúc, tâm trạng, phản ứng, thái độ và hành vi của cái đương sự như thế nào, nó phụ thuộc rất lớn vào ba điều. Thứ nhất là phụ thuộc vào động cơ của cái người cha, người mẹ khi mà nhận làm con nuôi. Thứ hai là phụ thuộc vào nhận thức và sự trưởng thành của đứa trẻ. Và cái thứ ba, điều này khá quan trọng, đấy chính là những dư luận, những ý kiến, những cái cách nhìn nhận của cái những người xung quanh. Ví dụ như đứa bé khi nó phát hiện ra nó là con nuôi mà nó lại biết rằng cha mẹ nó nhận nó làm con chỉ vì là ông bà muốn có người phụng dưỡng lúc tuổi già, hoặc là để sai vặt, yeah, hoặc là mục đích là để cho thần thánh phù hộ để cho có con ruột chẳng hạn. Và trong quá trình ấy đối xử với nó cứ như là một cái người mà đã xong việc rồi,
Vì sau khi đã có con ruột rồi thì lại tỏ ra thờ ơ hoặc là vô trách nhiệm hoặc đối xử không công bằng với nó chẳng hạn, thì hẳn là em bé ấy sẽ có một cái cảm xúc rất là đổ vỡ, đau khổ, khủng hoảng, bởi vì nó chồng chất rất là nhiều cảm xúc, là hóa ra mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi, hóa ra bố mẹ mình là ai mà lại bỏ mình đi như thế này. Thì ra từ hồi nào giờ đây chỉ là những người cha mẹ khác máu tanh lòng, và thậm chí có cảm giác là rất là lo lắng vì đến một ngày nào đó mình lại bị gạt ra ngoài lề, bị bỏ ra ngoài cuộc sống vào đời thì sao, vân vân. Điểm thứ hai nữa là nhiều đứa trẻ nó bị phụ thuộc vào những cái lời thị phi đàm tiếu, nhận xét của những người xung quanh. Chắc Hồng Thoa và mọi người cũng thấy là ngay cả những tình trạng anh chị em ruột trong nhà chỉ là lý do sinh đứa con thứ hai thôi, mà những cái lời đùa vô ý thức của mọi người xung quanh cũng đã khiến cho đứa trẻ nó bị khủng hoảng. Bi ơi, mẹ sắp có em bé mới rồi, Bi sắp bị gạt ra rìa rồi, tội quá, con ta sẽ tội quá. Đấy, chỉ cần những nói câu nói đùa rất vô ý thức ấy thì chính cái người anh cu Bi này đã cảm thấy kỳ thị, thù ghét đứa em. Và chưa chi nó đã cảm giác đây chính là một mối họa, là sẽ cướp đi cái tình yêu thương mà hồi nào giờ bố mẹ vẫn dành riêng cho nó. Và nó cũng cảm giác là nó bắt đầu dò xét lại thái độ của cha mẹ, là chỉ cần là một cái thái độ chăm sóc cho đứa bé hơn, bởi vì nó bé. Vâng. Và bởi vì Kubi đã lớn rồi thì nó cũng nghĩ ngay đấy chính là một lối đối xử bất công và thiên vị. Đấy, con ruột còn thế, nữa là con nuôi. Thì trong trường hợp này những cái tâm trạng bức xúc hoặc là những cái nỗi lo vẩn vơ, suy diễn, thậm chí ngộ nhận không đáng có cũng khiến cho cái đứa trẻ nó cảm thấy rất là hoang mang, buồn tủi, buồn bã. Nhưng nếu nó được sống trong một mái ấm gia đình đúng nghĩa và những người cha, người mẹ rất là công bằng, rất là nhân hậu, thì hẳn là em bé sẽ vượt qua rất nhanh cái tâm trạng đó. Và em còn thậm chí cảm thấy cảm ơn cuộc đời vì mình rất là may mắn có được cái vòng tay yêu thương của cha mẹ nuôi. Và em trong thâm tâm em thấy rằng chẳng khác gì cha mẹ ruột. Dạ, nhưng mà đặt trường hợp ngược lại, nếu như không được yêu thương, hoặc là nếu mà khi mà bố mẹ đã có con ruột á, thì có sự đối xử khác biệt giữa con ruột và con nuôi thì làm cho em bé cảm thấy rất là đau lòng, và từ đó nảy sinh nhiều cái việc làm nó mang tính tiêu cực, giống như là trong bộ phim Cô Gái Đến Từ Mặt Trời của Hàn Quốc mà chúng ta đã được xem. Đấy, từ cái muốn là vị trí của mình phải độc tôn và bằng mọi cách mình phải vươn lên, một là mình sẽ ra đi, hai là mình sẽ là tất cả, thế là làm hại cái đứa con ruột của gia đình. Đấy, rất là nhiều chuyện đau lòng xung quanh điều này, đúng không ạ? Bây giờ thì Hồng Thoa xin phép được trích đọc một lá thư của một vị khán giả gửi về cho chương trình. Kính mời quý vị khán giả và bác sĩ Lăng Hải cùng lắng nghe. Kính chào chuyên gia của chương trình Góc Khuất. Tôi năm nay 34 tuổi. 12 năm trước, tôi có nhận một bé sơ sinh làm con nuôi vì vợ chồng tôi khó có con. Chúng tôi đặt tên cháu là Hoài Thương, nhưng may mắn thay, khi vừa nhận Thương làm con nuôi thì tôi lại có thai. Đó là một niềm vui quá lớn đối với vợ chồng tôi. Và bây giờ Hoài Thương đã được 12 tuổi. Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra rất suôn sẻ, nhưng không biết từ đâu mà Thương biết rằng mình là con nuôi. Gần đây, cháu thường xuyên cáu gắt, tỏ ra bất cần, không nghe lời cha mẹ. Vợ chồng tôi buồn vô cùng, và rối hơn nữa khi con gái tôi dạo này thường la cà sau giờ học, đã thỉnh thoảng cùng bạn bè bỏ nhà ra đi. Vợ chồng tôi làm việc suốt cả ngày nên khó mà theo sát, giữ chân cháu mãi được. Tôi phải giải thích khuyên nhủ con gái như thế nào đây ạ? Mong chuyên gia hãy giúp tôi. Tôi xin cảm ơn. Cảm ơn bạn đã gửi thư về cho chương trình. Thưa bạn, ở hoàn cảnh của bạn, tôi nghĩ rằng tình hình này chúng ta nên rất độ lượng và thông cảm với Hoài Thương. Lúc này cô bé đang gặp gỡ hai cuộc khủng hoảng. Khủng hoảng thứ nhất là khủng hoảng tuổi mới lớn mà chúng ta có thể gặp ở bất cứ một cậu bé nào trong những gia đình thậm chí vô cùng hạnh phúc. Chẳng thế mà các quý vị cũng thấy là ngay cả những đứa con ruột mà nó vẫn có thể nói hỗn hào và làm cho bố mẹ nó bất bình, làm cho bố mẹ rất buồn lòng đấy thôi. Chẳng thế mà các cụ đã nói cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Hơn thế nữa, Hoài Thương lại gặp một cuộc khủng hoảng thứ hai khi nó phát hiện ra, nó đón nhận cái chuyện nó là con nuôi. Bạn cũng biết là khi mà bạn nhận Hoài Thương là bởi vì bạn chưa có được cái đứa con thực sự của mình.
nhưng mà ngay sau đó bạn lại có thai. Vậy thì bạn đã chưa có cho Hoài Thương cái khoảng thời gian đủ để vợ chồng bạn chăm sóc, xây dựng tình cảm với bé như là xây những cái hàng gạch một cách rất là chắc chắn. Cùng với cái nỗi lo là mình lại có nghén, lại mang bầu và bạn sẽ phải chăm lo cái mầm sống của bạn, thì cái việc mà bạn chăm sóc cho cái đứa trẻ Hoài Thương con nuôi ấy hẳn là nó cũng không được chu toàn lắm với một cặp vợ chồng trẻ. Vậy thì trong lúc này, theo ý kiến của tôi là bạn không nên làm bất cứ một cái động thái gì. Hãy tôn trọng cái cuộc khủng hoảng diễn ra trong lòng đứa bé này. Chỉ cần theo dõi nó từ xa, rằng bé đi đâu, với ai, làm gì và gặp gỡ, tiếp xúc với những bạn bè hay là những loại người như thế nào. Tôi còn nhớ có một câu chuyện, Hồng Thoa ạ. Yeah. Đó là câu chuyện chiếc đồng hồ bị mất trong kho thóc. Dạ, yeah, chị có thể chia sẻ. Vâng, tôi xin chia sẻ với bạn khán giả đã gửi thư về cho chương trình cũng như là chia sẻ với Thoa. Đó là có một người nông dân, họ bị mất một cái đồng hồ quả lắc. Dạ. Rất là đẹp, nhưng mà quan trọng hơn là cái đồng hồ ấy lại có rất nhiều kỷ niệm. Dạ. Với anh ấy thì tìm mãi không thấy, anh mới quyết định là gọi bọn trẻ con ở chơi bên ngoài kho thóc là đứa nào tìm được cái đồng hồ thì bác thưởng cho. Bọn trẻ con vào xới tung cả cái kho thóc lên. Dạ. Và nó còn ra cả chỗ nuôi súc vật, ra cả bên ngoài tìm nhưng cũng không thấy. Thế cuối cùng anh nông dân mới bảo thôi không tìm kiếm nữa, bằng chắc là mất rồi. Một đứa trẻ nó bảo là dạ thưa bác không ạ, bác cho con tìm nữa đi, tìm thêm một lần nữa. Đứng trước cái vẻ chân thành của cậu bé và nghĩ rằng cũng tại sao không, thì anh nông dân đã cho đứa bé vào kho thóc tìm nốt một lần nữa. Một lát sau thằng bé cầm được cái đồng hồ ra. Người nông dân hỏi tại sao cháu lại tìm được trong khi tất cả các bạn thua rồi. Thì em bé bảo cháu chả làm gì cả, cháu chỉ ngồi yên thôi ạ. Thế là cháu nghe cái tiếng tích tắc của đồng hồ, thế cho nên cháu chỉ việc là tìm đến nơi và cháu lấy ra cho bác. Yeah. Vậy thì thưa bạn, trong trường hợp này, hãy để cho Hoài Thương yên lặng đi, lắng nghe cái tiếng tích tắc của cái đồng hồ. Trong trường hợp này chính là cái tiếng tim đập rất yêu thương của cái tình cảm cha mẹ mà nó đã bị mất, và của cái tình cảm cha mẹ nuôi mà hai bạn đã dành cho cháu suốt từ hồi đó đến giờ. Và chính cái lúc mà tâm trạng của chúng ta bình lặng và lắng lại như thế thì nó sẽ suy xét được cái nào đúng, cái nào sai. Và cũng như vậy bạn cũng sẽ có thể lắng lòng lại và sẽ tìm ra được một cái ngôn ngữ, một cái cách thức nào đó để mà chia sẻ giữa bố mẹ với hai đứa con, một con ruột, một con nuôi, sao cho nó công bằng, sao cho nó thành thực nhất, sao cho nó có vẻ có lợi ích cho cả ba phía của các bạn nhất. Thưa bác sĩ Lăng Hải, lúc nãy thì chúng ta đã xét về cái cảnh tâm lý của bố nuôi, mẹ nuôi và con nuôi. Thế còn đứa con ruột ấy, trong gia đình nó sẽ có tình cảm như thế nào đối với anh chị em không cùng huyết thống với nó ạ? Như chúng ta đã nói lúc nãy là cái cảm xúc của những người trong cuộc nó phụ thuộc rất nhiều vào ba yếu tố. Thứ nhất là động cơ của cái người cha mẹ nhận con nuôi. Thứ hai là cái nhân cách, khá tính, cái cách ứng xử của chính cái người con nuôi này. Và cái cuối cùng chính là những cái điều tiếng, những lời nhận xét, những cái cách nhìn của ông bà, cha mẹ, của những cái người họ hàng và cộng đồng xung quanh. Dạ. Nếu như động cơ của cha mẹ nuôi, nhận con nuôi vì tình yêu thương, vì yêu trẻ con. Dạ. Vâng, và vì thấy có những hoàn cảnh đặc biệt mà mình giang tay đón nhận, thì tại sao không? Những đứa trẻ trong nhà nó cũng sẽ được thừa hưởng cái quan niệm, cái dòng máu ấy của cha mẹ, và nó đối xử với người anh chị em khác huyết thống ấy, vâng, một cách rất là công bằng, một cách yêu thương, thân thiện. Còn nếu như người cha, người mẹ nhận con chẳng qua chỉ là để nhận thêm một người giúp việc không công trên danh nghĩa, hoặc là thậm chí chỉ là để đánh đổi để có đứa con ruột, yeah, thì khi mục đích của họ đã đạt được thì tất nhiên rồi, đấy là một cái việc mà đã xong, hết xôi rồi việc. Hoặc thậm chí có những trường hợp là không đạt được như mong muốn, là tưởng nhận con nuôi về nó xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn, ai ngờ nó cũng chỉ là một đứa trẻ hết sức bình thường, thậm chí lại còn có thể có những cái phiền toái, thì họ quay lưng lại, họ có thái độ này kia. Thì tại sao những đứa trẻ ấy nó lại không học được cái cách, cái ứng xử của cha mẹ cái chứ, nó cũng có sẽ sẵn sàng xa lánh, kỳ thị, hắt hủi, yeah, thậm chí làm khó
cái người anh chị em không cùng huyết thống này. Ý thế lại... Ý thế, cậy thế. Đấy là chưa kể khi lớn lên một chút thì nghe những lời đàm tiếng xung quanh hoặc nhìn những câu chuyện mà đài báo, truyền hình có thể đã đề cập, nó thấy những người con nuôi này thường là khát máu tanh lòng, chây lười, học dốt, tối ngày chỉ lang thang chơi bời phá làng phá xóm, thì chắc chắn rồi những người con ruột họ sẽ cảm thấy đấy là một cái mối họa, có thể lại còn là cái người mà sau này đe dọa cướp đi cái tài sản, tình yêu thương hoặc là cái quyền thừa kế của họ. Thế cho nên cảm xúc của cái người con ruột trong gia đình đối với người con nuôi này nó có thể chia vào nhiều mức độ cũng như có rất nhiều màu sắc khác nhau. Nó còn phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố ở xung quanh. Nếu như cái bố người con nuôi vừa ngoan, hiền lành, chân thật, lại còn biết chia sẻ với những gánh nặng trong gia đình, người cha người mẹ tôn trọng ý kiến của các con, công bằng giữa con nuôi với con ruột và chòm xóm, họ đều có những cái lời nói tích cực như là gia đình này quá hạnh phúc, hoặc là thật may mắn khi gia đình có được người con nuôi như vậy, hay là có một gia bố mẹ như vậy, quả là phúc đức về sau. Thì tại sao không? Cái gia đình này họ sẽ được sự có cái điểm tựa là tình yêu thương, có được sự ủng hộ của những thành viên trong gia đình và họ tương tác với nhau một cách đằm thắm như thế. Thì cảm xúc của những người con trong gia đình họ không phân biệt đâu là con ruột, đâu là con nuôi. Và có đôi trường hợp tôi còn thấy là những người con ruột này còn đối xử với người con nuôi ấy còn thắm thiết hơn, ưu tiên hơn những người trong gia đình, dường như với tâm lý để bù đắp lại cái sự mất mát và thiếu hụt của người ấy vì đã không có một gia đình, không có một người cha, người mẹ ruột đúng nghĩa. Dạ, như vậy là quan trọng ở cái cách sống của người bố, người mẹ trong gia đình và cái phương pháp giáo dục. Đó là phúc hay là họa thì tất cả là đều ở cách chúng ta sống thôi. Chúng ta gieo và gặt. Gieo như thế nào thì gặt được như thế đấy, phải không ạ? Dạ, và thông thường trong những gia đình mà họ nuôi, con nuôi có yếu tố nước ngoài thì như thế nào, thưa bác sĩ Lăng Hải? Hẳn Hồng Thoa cũng thấy khi nhận con nuôi có yếu tố của người nước ngoài, nó liên quan đến rất nhiều vấn đề về pháp luật. Chẳng hạn như chúng ta cũng thấy ngày hôm nay có khá nhiều tình huống buôn bán phụ nữ và trẻ em xuyên quốc gia. Và điều đấy nó có thể núp dưới danh nghĩa là nhận con nuôi, núp dưới những cái vấn đề về bác ái và từ thiện. Trường hợp thứ hai nữa là có những cái tội phạm về mặt thiếu niên, về mặt tình dục, ví dụ như tội ấu dâm. Họ đã núp dưới cái danh nghĩa là nhận con nuôi để có thể có được những đứa trẻ và mang về và có thể sử dụng vào những mục đích không lành mạnh, thậm chí phạm pháp. Chưa hết, nó cũng có thể dẫn đến những tình trạng mà mua bán trẻ con ở ngay tại những cái cơ sở của Việt Nam mà vừa qua báo chí, truyền hình cũng đã phanh phui nhiều vụ. Vậy thì khi nhận con nuôi có yếu tố người nước ngoài thì người ta phải tham khảo rất kỹ những cái thủ tục, những cái điều kiện cho và nhận con nuôi. Khắt khe hơn. Và với điều kiện là những cái người xin nhận con nuôi, người nước ngoài xin nhận con nuôi thì họ phải nộp hồ sơ vào Cục Con Nuôi của Bộ Công an. Và từng trường hợp mà muốn trao con nuôi thì họ cũng nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp của thành phố Hồ Chí Minh, có những địa chỉ rất là rõ ràng, có những cái cơ quan đón nhận hồ sơ. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Góc Khuất với chủ đề Vui buồn chuyện con nuôi. Bây giờ chương trình sẽ được tiếp tục với nội dung bức thư của một vị khán giả nữa gửi về cho chương trình. Kính mời bác sĩ Lăng Hải cùng lắng nghe. Chào chương trình Góc Khuất, xin chào chuyên gia. Tôi là Nguyễn Thị Ngân. Trước đây tôi có một lần lầm lỡ và có thai. Nhưng vì hoàn cảnh quá nghèo khó, tôi không thể nuôi con và cũng không muốn con sống khổ như mình. Tôi đã đưa con trai tôi cho một gia đình kia để nuôi và cam kết với họ là không quay lại nhận con. Nhưng cho đến hiện tại, tôi vẫn không thể nào hết cảm giác tội lỗi. Tôi nhớ con tôi, không biết nó sống thế nào. Tôi có nên đến tìm và thăm nó hay không? Mong chương trình hãy cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn. Phải nói rằng bao giờ tình mẫu tử cũng có sức mạnh rất là ghê gớm, phải không chị? Cho nên là trong hoàn cảnh của vị khán giả vừa rồi, Hồng Thoa cũng như bác sĩ Lăng Hải cũng cảm nhận được những cái nỗi đau lòng của chị ấy. Và bây giờ rất là mong chị sẽ cho vị khán giả vừa rồi một lời khuyên ạ. Xin chào bạn. Thưa bạn, tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến là bạn sẽ quay trở lại tìm con và nhận con ở nơi gia đình kia. Hãy thực hiện đúng cam kết của mình
khi bạn trao đứa con bé bỏng vào vòng tay của họ. Bạn đừng vội nghĩ rằng đấy chính là một người mà đang giữ của bạn một cái món nợ rất lớn và bạn đến đòi lại, mà hãy nghĩ rằng đấy là một ân nhân họ đã đón nhận từ bạn những đứa con, và trong bao nhiêu năm qua họ đã thay mặt bạn và chăm sóc đứa bé từ tình yêu thương, thời gian, miếng ăn, giấc ngủ, chăm sóc lúc bệnh tật. Điểm thứ hai nữa, thưa bạn, tôi rất thông cảm với cái cảm giác rất là đau lòng, rất dằn vặt của bạn. Vậy thì bạn có thể theo dõi, dõi theo bước chân của con mình một cách âm thầm, và đừng để cho bé cũng như gia đình của bé biết được cái việc này của bạn, bởi vì nó sẽ làm cho đảo lộn cái cuộc sống rất vốn rất bình yên của họ. Bởi vì tôi tin rằng trong tâm hồn, trong tâm thức của bậc cha mẹ đó cũng như là con bạn lúc này, thì đấy mới chính là gia đình thực sự của họ. Và họ chắc cũng không hề tiết lộ việc em bé ấy là con nuôi của họ đâu bạn ạ. Điểm thứ ba, vậy thì làm thế nào để bạn có thể chữa được cái vết thương lòng? Có lẽ bạn sẽ tìm cách là sinh ra và trao ban sự sống của mình theo một cách khác, khác với cái việc sinh ra một đứa con. Bạn có thể hiến máu, vâng, đấy cũng chính là trao ban sự sống ạ. Bạn có thể làm những việc bác ái, bạn có thể dành những thời gian rảnh của bạn đến những trung tâm khuyết tật, nuôi dưỡng người già, trẻ tàn tật và mồ côi, để có thể cho đi những cái sức khỏe, cho đi thời gian, công sức của bạn, tình yêu thương của bạn. Bạn cũng có thể làm những việc nhẹ nhàng, đơn giản, giản dị hơn rất nhiều là trong mỗi cái cuộc sống hàng ngày. Bạn hãy vui lên, đứng dậy, bạn có thể cho người này một cái nụ cười, cho người khác một sự giúp đỡ nho nhỏ, cho người khác một cái lời góp ý hay là một cái sự chia sẻ. Vâng, chính những điều đó sẽ giúp cho chúng ta chữa lành những vết thương lòng, và chúng ta có thể tạo ra được cuộc sống khác theo cái bình diện tinh thần. Chúc bạn hạnh phúc. Vâng, và xin cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Lan Hải. Thưa quý vị, có thể nói là trong cuộc sống của chúng ta thì có những trường hợp dù như thế này thế nọ, nhưng mà phải nói rằng công ơn dưỡng dục cũng như công ơn sinh thành luôn sánh ngang như trời bể. Vậy nên có dù cho bất cứ lý do gì đi nữa thì những người làm con cũng nên sống cho phải đạo làm con, luôn phải đối xử làm sao cho phải với cả hai bên bố mẹ của mình. Không biết là bác sĩ Lan Hải có đồng ý như vậy không? Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Hồng Thoa. Có khác chăng là chúng ta phải xác định rõ ràng rằng khi một người cha, người mẹ yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc con cái mình và con cái nó yêu thương, ngưỡng mộ, cảm ơn bố mẹ, đấy là chuyện bình thường, lẽ rất thường. Còn khi người cha, người mẹ nghiêm khắc, xử phạt, đánh đòn con mình mà con vẫn yêu thương, kính trọng bố mẹ thì đấy mới là một đứa con thảo. Cho nên đúng như bạn nói, không có công đẻ nhưng có công nuôi. Người Việt Nam chúng ta có câu công trồng là công bỏ, công làm cỏ mới là công ăn. Có nghĩa là cái công đẻ đã là đã lớn lao như trời bể rồi, thì cái công chăm sóc nuôi dạy nó còn lớn lao hơn rất có bao nhiêu lần nữa, phải không ạ? Vì thế thì những người con nuôi, những người cha mẹ nuôi chính là những cái người mà tôi cho rằng là những người nông dân rất cần cù trên cái mảnh đất yêu thương của họ. Khép lại chương trình hôm nay, rất là mong bác sĩ Lan Hải sẽ cho một lời khuyên đến những người đang ở trong vị trí là những ông bố nuôi, mẹ nuôi và cả những người con nuôi, để mối quan hệ giữa họ ngày càng bền vững lâu dài hơn ạ. Vâng, thưa quý vị, lời cuối không gì khác hơn, tôi xin chia sẻ một câu, đó là nếu như mối quan hệ rất là thắm thiết, ruột rà, máu thịt giữa những thành viên trong gia đình là một món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta, thì chính cái tình yêu thương thắm thiết giữa những con người xa lạ với nhau mà coi nhau như một gia đình trong một mái ấm lại là một món quà mà nhân loại dâng tặng lại cho Thượng Đế. Vậy thì không gì khác hơn, chính mối quan hệ bố nuôi, mẹ nuôi, con nuôi đó là một món quà rất đặc biệt mà chỉ có tạo hóa cũng như con người chúng ta đã cùng sáng tạo và góp sức tạo nên. Rất là mong quý vị nào ở trong hoàn cảnh này hãy sống thật là vui, thật phong phú cái ý nghĩa, cái hồng ân làm người của mình. Xin cảm ơn bác sĩ Lan Hải. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.